Hello các bác. Ok các bác, hôm nay tôi phát hiện ra một điều là đã 3 tháng kể từ cái video cuối cùng tôi làm về đất sét nứt rồi. Thì hôm nay tự dưng tôi lại nổi hứng muốn chơi lại đất sét nứt các bác ạ. Nên là tôi sẽ quyết định làm một thử thách. Tôi sẽ làm thật nhiều đất sét nứt để mà chơi cho đã đời nhá. Liên quan nhưng mà dạo này thời tiết miền Bắc lại bắt đầu nồm nồm ẩm ẩm rồi các bác ạ. Có ai như tôi không là mỗi lần cái thời tiết nó cứ kiểu âm u không có nắng thế này là rất là chán đời luôn. Coi, bây giờ tôi sẽ tìm lại xem là những cái đồ mà trước tôi mua để làm đất sét nứt còn dư cái gì thì tôi sẽ lấy ra dùng nốt nha các bác. Tình hình tôi thấy cũng còn khá là nhiều đồ luôn đấy. Thì ở đây tôi nghĩ là tôi cũng có khá là đủ đồ rồi đấy. Quan trọng nhất là có đất sét ở đây này. Đất sét này thì chắc là không biết là có thiếu không. Các bác nhìn một bịch như thế này thôi nhưng mà dùng được rất là nhiều luôn đấy. Rồi đất sét màu. Rồi máy làm khô. Sơn móng tay. Màu này thì tôi sẽ trộn với đất sét trắng để cho nó có màu ấy các bác. Nếu mà không muốn trộn thì tôi có thể tô bằng màu này hoặc là màu acrylic. Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn nên trộn tại vì tô cũng hơi mất thời gian ấy. Rồi, bây giờ sẽ bắt tay vào công chuyện nha. Đây là cái đất sét còn thừa mà hôm tôi nặn cái con người tuyết Giáng sinh này các bác. Trước khi làm cái thử thách này thì tôi đã lên mạng tìm rất nhiều ý tưởng về nặn đất sét rồi các bác ạ. Cái hình đầu tiên thì tôi sẽ nặn một cái hình đơn giản mà hình như là trước tôi cũng đã từng nặn một lần rồi hay sao ấy. Đấy là hình quả trứng. Trứng này là có cả lòng trắng lòng đỏ nha, chứ không phải là mỗi cái quả tròn ung ủng đâu. Cả mắt mũi vào để nhìn cho nó sinh động hơn. Tiếp đến thì tôi sẽ lấy màu vàng cho vào cái đất sét trắng này để cho nó có màu nhá. Không phải nói gì đâu mọi ạ, nhưng mà cái màu này nó có cái mùi rất là kinh luôn ấy. Nãy thì tôi nặn quả trứng rồi đúng không? Bây giờ thì tôi sẽ nặn con vịt nhá. Con vịt chứ không phải là con gà đâu nha các bác. Cái điểm phân biệt là cái mỏ này. Cái mỏ con vịt thì nó có vẻ dày hơn mỏ con gà. Để mỏ trắng thế này nhìn hơi nhợt nhạt, nên là tôi sẽ lấy màu cam rồi oánh son cho nó. Một cái màu cam rất chi là vịt. Rồi, tiếp đến tôi sẽ lấy màu acrylic rồi cho vào cái đất sét trắng này để trộn ra màu xanh nha. Tôi phát hiện ra là nếu mà trộn đất sét với màu acrylic thì nó sẽ cứng hơn các bác. Với cái màu xanh như thế này thì tôi sẽ làm hình con ếch. Chắc các bác nhìn cũng ra hình con ếch rồi đúng không? Quả hai mắt trố lồi thế kia cơ mà. Sau khi tô hai cái tròng đen cho nó rồi thì tôi sẽ cho thêm hai cái chấm trắng để cho hiệu ứng mắt long lanh, rồi thêm miệng, thêm hai cái má hồng. Và như thường lệ, để làm đất sét nứt thì không thể thiếu sơn bóng được đúng không các bác? Và tôi sẽ tô sơn bóng lên cho cả ba cái hình này luôn. Tôi sẽ tô mỗi hình khoảng từ 2 đến 3 lớp, sau đó để khô thật khô đi. Muốn cái hình nó khô nhanh hơn thì tôi sẽ cho vào cái máy này. Rồi, vì thử thách lần này tôi sẽ muốn làm thật nhiều hình đất sét nứt, nên là tôi sẽ phải nhanh nhanh chóng chóng sang hình tiếp theo. Vì thế mạnh của tôi không phải là đất sét, nên là đa phần mấy cái hình này tôi đều lấy ý tưởng trên mạng hết các bác ạ. Lần này tôi sẽ nặn mấy cái mặt nhìn đáng yêu kiểu này. Cơ bản thì mấy cái mặt này nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà khác cái tai, cái màu tóc với cả cái màu nền của nó ấy. Ôi là trời, tại sao người ta có thể nghĩ ra mấy cái đáng yêu như thế này nhỉ? Rồi, hôm qua đang nặn thì tự dưng có việc, thế là tôi phải sang ngày hôm sau mới tiếp tục làm được các bác ạ. Bây giờ thì mấy cái hình hôm qua tôi sơn bóng nó cũng đã khô cong khô queo vào rồi. Giờ mấy cái hình này nhìn nó bóng bóng xong rồi sờ nó mịn mịn tay thích dã man luôn. Nhưng mà vì mấy em là đất sét nứt nên là sau tôi cũng sẽ phải bóp hết thôi. Sang ngày hôm nay thì tôi vẫn tiếp tục công cuộc lặn mấy cái mặt đáng yêu kiểu đấy các bác ạ. Nhưng mà lần này mặt sẽ là mặt gấu, tóc trắng, hai mắt xanh và mỏ thì vẫn là màu đỏ nha. Tôi nghĩ là nặn 2-3 cái mặt đáng yêu như thế là đủ rồi. Nếu mà nặn tiếp thì có vẻ hơi chán, nên là tiếp theo tôi sẽ nặn một hình, đó là hình con cừu các bác ạ. Nhưng mà cừu này không phải là cừu trắng tinh khiết mà là cừu tím mộng mơ. Nhưng mà nặn đến đây thì tôi phát hiện ra là cái màu tím này làm cho cái hình này không giống hình con cừu mà lại giống hình chủng nho các bác ạ. Mặc dù thêm hai quả sừng này vào thì nhìn cũng ra hình con cừu hơn đấy, nhưng mà nhìn nó vẫn ra chủng nho. Đấy, nên là rút kinh nghiệm, các bác nào muốn làm con cừu thì làm cái màu sáng sáng thôi nha, đừng làm màu giống của tôi. Vì còn thừa cái đất nặn giống màu lông con cừu kia kìa, nên là tôi sẽ nặn thêm mình con mèo nữa cũng màu tím hồng như thế nha. Nhìn mặt con mèo này kiểu ngơ ngác ngây thơ vô số tội luôn các bác ơi. Sau hình con mèo thì tôi sẽ nặn mấy cái hình rất chi là đơn giản mà bác nào cũng biết nặn, đó chính là hình cây nấm đủ màu sắc luôn. Tôi nặn tổng cộng là 4 cây nấm các bác ạ. Trộm vía là 4 cây nấm thì màu nào cũng đẹp luôn. Màu hồng tím này, màu xanh nước biển này, màu xanh ngọc và màu hồng đậm. Nhìn tôi pha màu vậy thôi chứ không phải lúc nào cũng pha ra được màu ưng ý đâu các bác. Tình hình là số lượng sơn bóng nó không còn nhiều, nên là tôi phải mua thêm 5 lọ nữa. Với cả tôi cũng vào hiệu sách mua thêm mấy cái bình đất sét mà có màu sẵn này. Như thế thì trộn dễ hơn các bác. Xong ra đình 4 cây nấm kia rồi thì tiếp đến tôi sẽ nặn một hình, đó là hình quả dâu nha các bác. Tôi sẽ lấy cái đầu kéo để ấn mấy cái vết lõm kia cho nó, rồi ve mấy cái hạt vàng ấn lên đấy. Tôi thấy tôi làm cái hình quả dâu này khá là đầu tư với cầu kỳ đấy các bác. Nhưng mà cuối cùng thì trong quá trình cắt cái lá này để mà ỉn lên cái đầu quả dâu ấy thì tôi đã ỉn lệch cái lá với quả dâu rồi các bác ạ. Trời đất ơi. Đây, các bác nhìn này.
Úi giời, nhìn có giống quả dâu đội tóc giả bị lệch không cơ chứ. Sau quả dâu thì tôi sẽ nặn một cái quả cũng khá là đơn giản, đó chính là quả cà rốt. Mấy cái vân vân trên quả cà rốt thì tôi sẽ sử dụng một cạnh của cây thước nha. Tôi không thích để mấy cái quả này không cảm xúc, nên là tôi sẽ cho thêm mắt mũi miệng vào cho nó để cho nó vui vẻ hơn, nhìn nó sinh động hơn đấy các bác. Xong quả dâu và quả cà rốt rồi, tiếp đến thì tự dưng tôi lại thèm ăn quả dưa hấu, nên là tôi quyết định làm thêm một miếng dưa hấu nữa. Các bác nhìn trong ba quả này quả nào là ok nhất? Tôi là tôi thích dưa hấu nhất nha. Xem đến cái đoạn này với nhìn cái màu này thì các bác có đoán được tiếp theo tôi sẽ nặn quả gì không? Tiếp theo tôi sẽ nặn một quả, đó chính là quả táo. Nhưng mà không phải là quả táo cắn dở đâu nha các bác, mà là quả táo có mắt, có mũi, có miệng, quả táo cute phô mai que đồ đó. Nặn các loại hoa quả chán rồi thì tôi lại chuyển sang nặn động vật nha các bác. Lần này thì tôi sẽ nhảy một phát sang nặn con hổ. Hình như con hổ này cute quá mức quy định rồi sao ấy, nhìn nó chả có tí dữ dằn gì sắt. Để kết bạn với con hổ thì tôi sẽ nặn thêm một chú chó. Chú chó này thì chỉ có hai màu đen và trắng thôi nha, nặn rất chi là nhanh luôn, chắc mất khoảng tầm 10-15 phút thôi các bác ạ. Với cái tính cả thèm chóng chán của tôi lại nhảy một phát sang nặn đồ ăn. Các bác nhìn cái bánh tròn tròn này có phát hiện ra là tôi đang nặn cái bánh gì không? Đúng rồi, tôi đang nặn bánh donut đó. Một loại bánh mà tôi không thích ăn nhưng mà lại rất thích nặn với cả vẽ nó. Xong bánh donut thì tôi chuyển sang một cái loại nó cũng có một cái lớp kem trắng trắng phủ bên trên, nhưng mà tôi không biết cái loại này gọi là loại gì. Chung quy là nặn xong thì nhìn nó cũng đáng yêu các kiểu các kiểu. Tiếp đến thì tôi cũng có nặn thêm một hai cái bánh donut nữa, nhưng mà cái trang trí phần bên trên khác đi với cả màu khác đi thôi các bạn. Trời ơi, nặn mấy cái đồ ăn này mà cảm thấy bụng nó cứ réo réo làm sao ấy. Tiếp đến, tôi sẽ nặn bánh mì kẹp xúc xích, nhưng mà không phải là giống bánh mì của Việt Nam đâu nha. Mà bánh mì này hình như bên nước ngoài người ta gọi là hot dog đúng không nhỉ? Nó có một cái lớp kem chi vàng vàng bên trên, thêm tương ớt nữa. Chả biết là nặn tương ớt hay tương cà tại vì tôi đã được ăn bao giờ đâu. Nhưng mà nói tóm lại nhìn nó rất là đơn giản với cả ngon mắt đấy các bác. Chán ngồi lướt mạng thì tôi lại phát hiện ra một cái hình đất sét trên mạng người ta nặn rất chi là xinh. Người ta kết hợp củ cà rốt với cả con thỏ thành cái hình như thế này này các bác. Quá là sáng tạo luôn, bái phục. Cái hình này rồi thì tôi lại thấy có một hình con ong người ta làm cũng khá là đơn giản, nên là tôi cũng bắt chước theo luôn. Các bác chỉ việc nặn một cái hình tròn tròn, rồi lấy màu đen quấn hai vòng quanh cái hình đấy, thêm mắt, thêm mũi, thêm hai đôi cánh bên trên, thế là xong hình con ong rồi. Tôi thấy con heo là một trong những cái con mà nặn đất nặn dễ nhất luôn, nên là tôi nặn hẳn một đôi. Phân biệt giữa hai con heo nam và heo nữ thì con heo nữ tôi sẽ cho nó thêm hai cái gạch má hồng với cả cái nơ bên trên nha các bác. Đây, lại sang buổi tối của ngày hôm sau rồi các bác. Tại vì ban ngày tôi bận quá nên là tôi chỉ dành được thời gian buổi tối để tiếp tục nặn thôi. Bây giờ là tôi đang tiếp tục nặn mặt động vật đấy các bác. Đây là mặt con gấu. Gấu thì có nhiều loại gấu lắm. Tôi cũng không biết tôi đang nặn mặt loại gấu gì nữa cơ, nhưng mà chung quy là nó vẫn đáng yêu. Còn sau con gấu thì sẽ là con gà trống và hai chú gà con. Con gà trống này thì đặc điểm nhận dạng của nó là có màu đấy các bác. Thêm ba cái cục trắng phía sau làm đuôi để cái phần mông nó đỡ trống trải nha. Tự dưng nặn đến cái đoạn này thì tôi lại nhớ đến cái câu tục ngữ cái gì mà gà trống nuôi con ấy. Đây, tôi đang nặn hoàn cảnh gà trống nuôi con đấy các bác. Một con gà trống và hai đứa con nheo nhóc. Không biết là có mấy loại động vật rồi nhỉ, tôi cũng chả nhớ nữa. Nhưng mà tôi phát hiện ra là tôi vẫn chưa nặn con mèo, nên là tôi sẽ nặn hẳn một đôi mèo. Cái con vàng đầu tiên này chả hiểu sao tôi nhìn mặt nó cứ hơi ngu ngu ấy các bác, nên là rút kinh nghiệm con màu xanh thì nhìn mặt nó khôn khôn hơn tí. Lại sang một ngày mới nữa rồi. Tối hôm qua thì tôi đã dành thời gian để mà sơn bóng nốt mấy cái hình mà tôi nặn xong ấy. Sau đó thì tôi phải mang ra ngoài phơi, tại vì để cái đống hình này trong phòng thì mùi nó hắc lắm, không thở nổi luôn ấy. Đến lúc này tôi cũng chưa biết là tôi nặn được bao nhiêu hình rồi nữa cơ, tại vì kiểu tôi lười đếm ấy các bác. Nhưng mà tôi sẽ tiếp tục nặn tiếp. Tôi sẽ khởi động ngày mới bằng một hình trái tim cute phô mai que màu hồng, có kia mỏ đang chu chu với cả một đôi mắt màu xanh. Nhìn cái hình trái tim này là yêu đời liền. Sau đó tôi sẽ nặn một kia món mà tôi cũng khá là thích ăn, đó chính là phô mai. Đặc điểm nhận dạng rõ ràng nhất của một cục phô mai đó chính là nó có lỗ các bác ạ. Lỗ to, lỗ nhỏ, nhưng mà cái lỗ trên phô mai này tôi nhìn không bị gớm lắm, mặc dù tôi cũng là người mắc hội chứng sợ lỗ ấy các bác. Đấy, đang nặn những cái đồ vật, những cái món ăn, những cái con vật ở trong thời hiện đại thì tôi nhảy một phát về thời tiền sử, tôi nặn một con khủng long liền. Sau khi xong phần bụng, hai tay, hai chân, mắt và miệng, thêm hai cái má hồng cho nó thì tôi sẽ cắm lên đầu nó mấy cái sừng luôn, từ đầu xuống dưới lưng tổng cộng là 4 cái sừng nha các bác. Thì tôi thấy cái hình trái tim màu hồng kia nó hơi lẻ loi, nên là tôi nặn cho nó thêm một cái hình trái tim màu xanh min nữa để làm một cặp. Rồi, từ một con vật thời tiền sử, tôi lại nhảy về thời hiện đại để nặn một hình con gấu trúc.
À không, hình mặt một con gấu trúc, xong mặt con gấu trúc rồi thì tôi lại tiếp tục nặn mặt của một con cún. Xong mặt của con cún rồi kia, tự dưng tôi thèm ăn sushi ngang, nên là tôi lại tiếp tục nặn sushi các bác ạ. Tôi sẽ đắp lên cái miếng cơm này một cái miếng cá hồi tươi sống thơm ngon béo ngậy, rồi quấn cho nó một cái dải rong biển. Bên cạnh cơm cuộn cá hồi thì sẽ có cơm cuộn trứng này. Tôi làm cái món cơm cuộn trứng này không phải vì tôi thích ăn đâu các bác, mà vì nó làm đơn giản với cả nhìn nó cũng đẹp. Xong cái món cơm cuộn trứng rồi thì tôi lại tiếp tục cơm cuốn rong biển và cá hồi bên trên. Lần này ngoài miếng cá hồi con kia ra thì tôi sẽ đắp lên trên đấy một vài quả trứng. Ui là trời, nhìn mấy cái miếng sushi này nó ngon thật sự luôn đấy các bác. Nhìn chỉ muốn cắn cho phát thôi. Cuối cùng là tôi làm thêm một miếng cơm nắm nữa, nhưng mà để nó nắm trống không như thế này thì nhìn nó hơi nhạt nhẽo, nên là tôi vẫn cố chấp đắp lên đấy một miếng rong biển, vài quả trứng cá và thêm một miếng trứng con và miếng mù tạt bên cạnh. Sau đó tôi tiếp tục nhảy sang nặn một cái nhân vật hoạt hình mà tôi nghĩ đa phần bác nào ở đây cũng sẽ biết, đó chính là nhân vật vô diện đấy các bác. Nặn xong con vô diện, thế là tự dưng tôi lại thấy hơi đói đói. Tại vì tầm này cũng hơi muộn rồi đấy các bác, nên là tôi sẽ nặn bánh ngọt. Lần này tôi sẽ nặn cái loại bánh gần giống như bánh chocopie đấy các bác. Mà thực ra tôi cũng lấy ý tưởng từ bánh chocopie thật mà. Để tạo cái độ sần sùi cho vỏ bánh thì tôi lấy cái đuôi bút chọc mấy cái như thế này. Sau đó cũng thêm mắt mũi đồ cho nó. Tiếp đến tôi lại nặn bánh donut. Nhưng mà cái phiên bản donut này nó sẽ khác mấy cái phiên bản donut lần trước mà tôi nặn. Đó chính là donut con mèo. Xong donut phiên bản con mèo rồi thì sẽ là donut phiên bản hình con chó. Con chó này thì tai nó sẽ dài dài với cả một bên mắt nó sẽ có đốm trắng nha các bác. Tôi lại tiếp tục nặn một con mèo nữa các bác ạ. Con mèo lần này thì sẽ là con mèo xám và nó đang nằm cuộn tròn lại giống kiểu dáng mấy con mèo ngủ mà nó cứ cất tay cất chân đi ấy. Không biết tôi nặn đến khúc này các bác có nhận ra là tôi đang nặn con gì không? Ở đây có bác nào đã xem phim Công ty Quái vật chưa nhỉ? Con này là cái con mà nó hay nhây rồi về sau nó đóng cái nhân vật chuyên mang lại tiếng cười. Tiếp đến tôi cũng nặn một con quái vật, nhưng mà con quái vật này nó chả liên quan gì đến cái phim Công ty Quái vật hay cả. Tôi thấy nó đơn giản với cả đáng yêu nên là tôi nặn theo thôi. Đấy, cái con quái vật kia thì cũng là cái hình cuối cùng mà tôi nặn rồi. Bây giờ tôi sẽ hoàn thành nốt nhiệm vụ, đó chính là sơn bóng cho tất cả những cái hình ở đây, sau đó thì đem phơi khô. Cái ghế ở ngoài nó hết chỗ rồi, nên là mấy cái hình còn lại tôi phải để lên lắp máy giặt các bác ạ. Ok, như các bác thấy ở đây thì toàn bộ những cái đất sét nứt này ở đây của tôi cũng đã khô rồi. Đây là thời khắc tôi sẽ bóp hết toàn bộ cái đống đất sét nứt này để xem chúng nó có giòn không nhá. Trước khi bóp thì tôi sẽ đếm qua một lượt để xem tổng cộng ở trên cái bàn này là có bao nhiêu cái đất sét nứt nha các bác. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50. Vậy là tổng cộng ở đây tôi có 50 hình đất sét nứt các bạn ạ. Nhưng mà theo như nhận định của Thu thì không phải hình nào nó cũng sẽ giòn đâu các bạn. Tại vì có những cái hình ấy thì nó rất căng, còn có những hình thì mặc dù tôi đã để phơi khô xong rồi cho vào máy sấy các thứ nhưng mà nó vẫn cứ mềm. Tôi không hiểu sao lại thế nữa. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu với công cuộc tàn phá dần đây. Tôi sẽ bóc ngẫu nhiên nha. Đầu tiên là củ cà rốt này đi. Đây, củ cà rốt này thì nó cũng khá là hơi cứng cứng rồi các bạn, nhưng mà mặt sau nó vẫn có vẻ hơi mềm. Tôi sẽ thử gõ gõ để xem nó có tách không nhá. Thỉnh thoảng nó vẫn có mấy cái tiếng tanh tách ấy các bác. Giờ tôi sẽ thử bóp nha. Trời, bên trong nó còn ướt lắm luôn. Đất sét bên trong nó còn cực kỳ dính luôn các bạn ạ.
Tôi đã vừa xử lý xong 50 hình đất sét các bác ạ. Nhưng mà bây giờ chẳng còn lại gì cả. Đây. Bây giờ tôi chỉ còn lại cái đống này thôi các bác ạ. Đây là kết quả cuối cùng của 50 cái hình đất sét nứt tôi đã làm đấy các bác. Ok, tổng kết lần này tôi làm thì kiểu 50-50 ấy các bác. Không phải cái nào nó cũng giòn tan thành công. Nhưng mà nói chung là tôi cũng đã hoàn thành thử thách rồi các bác ạ. Lần này tôi chơi cũng đã tay luôn. Nên là chắc phải lâu lâu nữa tôi mới làm lại đất sét nứt. Nếu các bác thích video này thì nhớ like và chia sẻ cho tôi nha. Còn thử thách nào muốn tôi làm hay là còn chất liệu nào muốn tôi thử thì các bác có thể bình luận ở bên dưới. Hoặc tắt tôi ở trên TikTok hoặc Instagram. Và nhớ nhấn theo dõi để mỗi lần tôi ra video là các bác đừng quên lập tức. Love you, chú.